xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay tiếp tục lại giới thiệu với các bác những dòng đẩy của hãng BD Audio các bác nhé. Thì năm 2019 bên em cung cấp rất là nhiều về cái dòng BD Audio rồi. Chất âm thì cực kỳ là hay. Thứ nhất là tiếng rất là sạch. Đấy, tiếng rất là sạch, trống rất là sâu, đánh ra tiếng rất là sạch. Và thứ hai là rất là khỏe và cái độ bền rất là cao. Thì trước mặt các bác là một model của BD Audio MA 1800 mặt phay. Đấy, mặt phay rất là đẹp. Mặt phay rất là đẹp các bác nhé. Hai kênh. Có hai kênh. Và em cũng có mở luôn để cho các bác cùng xem nội thất. Thứ hai là em cũng đang test trực tiếp chiếc đẩy với đôi loa, nghe tiếng rất là hay các bác nhé. Đây là toàn bộ nội thất của một chiếc đẩy MA 1800. Thì với dòng đẩy này đang chạy mạch class TD, hiệu suất nó sẽ theo mạch, theo nguồn đó và thời gian đúc. Đấy, nó sẽ không nhiều sò như những cái dòng mạch AB bình thường các bác nhé. Các bác lưu ý, các bác nào mà quan tâm cái kênh của bên em thì các bác sẽ gặp rất là nhiều video về dòng BD Audio, về dòng Denet, về dòng Audio. Đó là những cái mạch class TD, hiệu suất cực kỳ là cao, nhưng mà cái đặc điểm của nó là độ bền và cái thứ hai là tiếng ra rất sạch. Em sẽ cho các bác cùng thẩm âm thêm một chút. Em đang test trực tiếp đẩy với loa. Tiếng sạch và test rất là sáng đó. Ok chưa ạ? Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết để cho các bác có thể tham khảo về dòng đẩy BD Audio MA 1800 này nhé. Thì ở đây thì với dòng đẩy này thì các bác để ý kênh của em thì các bác biết, thì với dòng này thì cái phần mạch ra mạch vào của nó lọc rất là kinh khủng. Có nghĩa là từ cái đầu vào của nó đã được lọc với một lớp tụ gốm ở bên trong này đó, với lại chở đấy được xử lý trước khi vào mạch lọc để xử lý. Và đầu ra nó cũng vậy, sẽ được xử lý tất cả các bác nhé. Ở đây sẽ có hai phần gele, đấy hai phần gele. Dòng này thì chạy 4 quạt, khi nào nóng nó sẽ chạy quạt các bác nhé. 4 quạt đó, hai quạt bên phải, hai quạt bên trái. Thì với dàn tụ này là 8 tụ, mỗi một tụ là 6000 ufara, đấy 63 V. Với một chiếc đẩy như vậy thì các bác có thể chơi 2 đôi 25 đấy, hoặc 1 đôi 30, 1 đôi 25. Thì với dòng này thì nguồn của nó là nguồn đồng 100% các bác nhé. Nguồn này được tầm khoảng 17-18 phân. Nguồn đồng 100% nhé. Đồng rất là to đấy các bác. Đấy, cam kết với các bác. Hàng đây em mới về em bóc thì em test luôn cho các bác, test nhanh luôn cho các bác. Đây nó vẫn còn bẩn này các bác này. Đấy, lát em lau chùi ra là nó ok nhé. Hàng vái mà các bác, qua sử dụng là chắc chắn nó sẽ có bụi bậm vì người ta sử dụng qua rồi. Thì ở đây là những chiếc mà em chưa quay cho các bác đây. Mặt phay trắng nhá, nhìn rất là đẹp. Phay trắng. Chiếc đáp khá là to thì các bác có thể tăng to nhỏ nó tiện lợi hơn. Đó. Mặt phay trắng rất là đẹp nhá, chiếc nào cũng như vậy. Đây còn hôm nay cũng về được một chiếc Denet các bác này. Denet A6 nhá, các bác nào mà đã theo dõi kênh của em thì các bác biết. Dòng Denet A6 này, dòng MA 1800 này, dòng 3.0 này, dòng BD Audio 4260 này, nó đều là cùng một mạch các bác nhé, class TD đấy. Thì trong năm vừa rồi thì bên em cung cấp rất là nhiều, cho nên là các bác khách đã lấy hàng cũng như là đánh giá rất là tốt về những cái dòng này. Về riêng cái chất lượng, về cái chất âm nó ra thì rất là tuyệt vời đấy. Cho nên em quyết định năm nay em sẽ tiếp tục với những cái dòng này để cho các bác nào đang muốn chơi hoặc là đang có ý định nhưng mà chưa lấy được hàng vì năm 2019 bên em không có hàng. Bắt đầu năm nay mới được đầu năm thì nhập được khoảng 11 chiếc rồi các bạn, 11 chiếc, không có nhiều. Ok, em sẽ test thêm để cho các bác cùng thẩm âm tốt hơn. Các bác nào mà đang theo dõi và
khoác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên dã mắt dài nhân chủ đời. Nghe bút gió lúc ngựa đêm, nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu. Các mới chơi thì nhiều bác nói là con đẩy nó không quan trọng, nhưng mà thực ra con đẩy nó cực kỳ quan trọng. Khi mà nó không đánh khỏe được loa thì test nó sẽ không sáng, trống nó sẽ bị yếu và bị méo trống. Thứ hai là cái tiếng ra nó không sạch, thì kể cả các bác dùng những cái con vang mà chất lượng hàng đỉnh thì nó cũng không thể ra sạch được. Vì căn bản là một chiếc đẩy nó sẽ ở bên dưới cùng nhất. Đó, bên dưới cùng nhất nó phải ra sạch, phải ra hay. Thì khi các bác dồn ở trên xuống thì ở dưới nó đẩy ra thì nó mới hay được. Chứ không phải là ở trên hay, ở dưới không hay thì nó sẽ không ok được các bác nhé, các bác lưu ý. Rất là quan trọng về chiếc đẩy, vì tiếng nó không sạch được, không đẩy bát trống nó không ra, chét nó không bay được, thì các bác ghép kể cả những cái chiếc vang, chiếc lọc xịn vào cũng không thể ok được, cũng không thể hay được. Đó. Ok, các bác nào mà có nhu cầu thì hoặc là muốn xem lại những cái clip đợt trước của năm 2019 hoặc 2017-18 thì các bác có thể xem trực tiếp tại kênh Michael Audio. Các bác có thể lên YouTube hoặc Google, các bác gõ là Michael Audio hoặc là số điện thoại của em là sẽ ra trực tiếp kênh, để các bác có thể tìm được những video cũng như là các đầu đề về những cái model hàng các bác nhé, model hàng để các bác có thể tham khảo. Còn với dòng này thì em đảm bảo chất lượng đấy, bền bỉ và hay cho các bác. Vì năm 2019 bên em làm quá nhiều về cái dòng này đấy, khách đã lấy hàng và có cái đánh giá rất là tốt về nó, cho nên là năm nay em sẽ quyết định tìm kiếm để lấy những cái dòng này để phục vụ các bác chơi cho nó hay. Đấy, để các bác chơi rồi nhớ đến em. Ok chưa ạ? Vâng, em xin kết thúc video. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại 0977 434 361, em ở cầu Diễn Hà Nội các bác nhé. Vâng, em xin tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.